hướng dẫn lắp motor máy may gia đình hướng dẫn bạn cài đặt motor máy may đây là bàn đạp đây là động cơ đây là dây khu ra đây là vít động cơ trên trước tiên hãy tháo con vít nhỏ trên bộ ly hợp tháo ly hợp tháo tay cầm ra hãy đặt động cơ trực tiếp phía sau máy có một lỗ để bắt ốc hãy đặt con vít này vào nó nâng động cơ lên vì thế, siết chặt vít này vừa tay. Vừa đủ chặt. Đặt dây cứu dâu vào dòng dọc như thế này. Xoay tay cầm lên. Khi chúng ta hoàn thành, hãy lắp dây như thế này. Đặt ly hợp trên. Siết chặt vít ly hợp. Nhìn dây có vẻ hơi lỏng. Hãy tháo vít này. Động cơ sẽ rơi. Dây kiu sẽ căng vừa đủ. Vặn chặt vít này hết cỡ. Hãy tháo dây điện. Cắm đầu này vào đây. Phích cắm cần được cắm vào nguồn điện 220V. Hãy kiểm tra động cơ. Cầm bàn đạp lên. Đạp ga như lái ông tô nếu bạn dẫm lên nó mạnh hơn nó sẽ chạy nhanh hơn bạn thả nó ra và nó dừng lại rồi dẫm lên nó rồi lại bỏ ra bạn đã học nó chưa